Xin chào tất cả các bạn, chào tất cả anh em yêu thích và đam mê hoa lan rừng đã đến với kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay cũng đáp ứng một số anh em là nhu cầu sưu tầm về cái kiếm đột biến, đó là dòng lô hội các bạn nhé. Đây là vàng cánh bầu, nó là một trong những cái dòng kiếm đột biến rất là đẹp và rất đáng để sưu tầm, mà giá cả thì nó rất là phù hợp. Vào thời điểm này thì mình bắt đầu là chia sẻ cho anh em. Đây các bạn có thể nhìn thấy là những cái mầm đây đang chuẩn bị mọc ra đây. Đấy. Thế như này thì chắc chắn rằng các bạn là về là các bạn rất là thuận lợi về cái vấn đề là sưu tầm và nó về nó phát triển rất là nhanh. Đấy. Như vậy thì mình cũng chia sẻ ra để cho anh em là sưu tầm được. Và giá thì rất là hợp lý để các bạn có thể có được một cái giò hoa lan đẹp và là rất là vừa giá tiền thôi. Đấy. Thì một lát nữa thì mình sẽ tách những cái chậu này ra, tách những cái cây ở cái chậu này ra để cho anh em sưu tầm. Đấy, anh em mình sẽ cụ thể sau cái lời giới thiệu sơ sơ này cho các bạn để các bạn biết được. Và bây giờ mình đã tách đủ, bây giờ là những cái thân kiếm mình đã tách rời ra đây. Tiếp tục là chia sẻ cho các bạn để anh em cụ thể hơn. Thì mình cũng đánh dấu. Đây là số 1. Cùng có hai thân. Các bạn nhé. Hai thân này mình bán là 1 triệu. Thân măng đang măng đây. Tức là 500 nghìn một thân, thân lá rất là đẹp. Đơn số 02. Một thân mẹ, một thân măng. Đấy, 500 nghìn. Đơn số 03. Đây là đơn số 03. Các bạn nhé. Đơn số 03. Đấy, một thân mẹ, một măng. Giá là 500 nghìn. Đơn số 04. Một mẹ, một măng. Giá 500.000. Đơn số 05 cũng một mẹ một măng đang mọc nha các bạn nhé, 500.000. Đơn số 06 hai thân 900.000 một măng, hai thân một măng 900.000. Đơn số 07 400.000. Thân số 08 400.000. Đơn số 09, một mẹ, hai măng, ba măng, đây măng nữa, ba măng, 700.000. Đơn số 10, hai thân, đơn số 10, hai thân, 1 triệu. Đây là toàn bộ đơn hàng của mình, vừa mới tách ở chậu kiếm, đây là kiếm vàng cánh bầu. Anh em nào có nhu cầu sưu tầm thì hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0987 829 002. Số điện thoại này mình dùng cho cả Zalo và Facebook, cho nên là anh em nào muốn sưu tầm thì mình có thể các bạn cần cụ thể ảnh thì trên này rồi, các bạn nhìn thì các bạn là biết rồi. Thực tế như này thì nó dễ nhìn hơn, quan sát hơn là chụp ảnh. Đấy. Anh em có nhu cầu đấy liên hệ trực tiếp với mình nhé. Rất cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả anh em đã thường xuyên theo dõi kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.